Hello, 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 xin chào tất cả mọi người. Anh em 2 3 giây nữa để anh em vào đông đủ rồi chúng ta sẽ bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay. Và livestream ngày hôm nay không phải là một cái livestream bình thường nữa, mà mình phải nói đây là một cái livestream gọi là mega livestream. Lần đầu tiên Sion kết hợp cùng với Customly và cùng với Linh Linh Global để đưa tới anh em, đưa tới tất cả mọi người một cái livestream mà theo mình suy nghĩ, theo mình đánh giá, đây là một cái livestream mang tới lợi ích rất nhiều cho anh em POD. Nhất là mấy anh em mà bán về, mấy em đang ở Việt Nam gặp vấn đề về cổng, và anh em đang bán print on demand mà gặp vấn đề về cá nhân hóa, thì livestream lần này chính là livestream của anh em. Với một chủ đề là trà đá triệu đô, cùng mình là Andrew Võ, với cái chủ đề xây dựng doanh nghiệp POD vẫn mạnh, cùng với ba co-host là chị Quỳnh Trương bên Customly và bạn Hà Nguyễn bên Lilin Global. Ok, rồi. Hôm nay có một cái rất là đặc biệt. Phần quà hàng tuần của team Sion gửi tới mọi người là mọi người cũng biết rồi, là về mỗi người sẽ nhận được là 20 đô Sion Cash nhà. Nhưng tuần này quà không chỉ tới từ team Sion, không chỉ tới từ mình nữa, mà tới từ cả ba bên, là bên Customly, bên Sion và bên Liên luôn. Vậy trước tiên, trong hôm nay thì chúng ta sẽ có những thứ gì để chúng ta đi qua cùng nhau. Thứ nhất, sản phẩm bán chạy nhất của gia đình Sion và cập nhật mới nhất từ Sion. Sẽ có những sản phẩm không chỉ là bán chạy nhất và những sản phẩm mới ra mắt nóng hổi vừa mới thứ 6 tuần trước mà thôi. Thứ hai, mở rộng tiềm năng sản phẩm cá nhân hóa và tối ưu Customly hiệu quả nhất. Thứ ba, những tuyệt chiêu giúp gia tăng doanh thu doanh số. Thứ tư, giải pháp thanh toán xuyên biên giới cho nhà bán hàng POD từ bên team Liên 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 Global. Hai cái cuối là mini game, là chúng ta sẽ chơi cái vòng xoay may mắn để và phần thưởng là gì. Đợi mình 2 giây, mình sẽ đi qua với phần thưởng ngày hôm nay gửi tới mọi người một cách mà mình phải nói là chưa bao giờ có một cái phần thưởng như vậy nha. Rồi, và cái cuối cùng trong cái ngày hôm nay là hỏi đáp trực tuyến. Tất cả những anh em nào có câu hỏi về cá nhân hóa cho Customly, về cổng thanh toán cho Liên Liên, hoặc về sản phẩm cho Sion, thì anh em cứ hỏi bất kỳ câu hỏi nào thì cả ba host ngày hôm nay cũng sẽ chắc chắn là sẽ trả lời được câu hỏi gửi tới cho anh em nhé. Ok, rồi, vậy bắt đầu thôi. Phần thưởng của ngày hôm nay, để được nhận phần thưởng, và trong ngày hôm nay chỉ có một người anh chị em thiện lành duy nhất thắng cái phần thưởng khủng khiếp này thôi, nên các anh chị em nhớ là phải like và comment ngay ở dưới cái livestream này. Anh em có thể like và comment ở bất kỳ cái livestream ở group nào cũng được, group Sion cũng được, group Liên Liên Global cũng được, hoặc là group của Customly cũng được, nhưng mà các anh chị em phải nhớ là phải cả combo like và comment. Ok, nếu mà không đủ like và comment thì tên của tất cả mọi người sẽ không được bỏ vào cái vòng xoay may mắn và chúng ta sẽ quay số. Nên mọi người phải nhớ vừa like vừa comment, comment bất cứ gì cũng được, comment câu hỏi cũng được, comment là mình đang ở đây cũng được, comment là mình đang xem cũng được, comment trái tim cũng được, comment mặt cười cũng được, comment bất kỳ gì cũng được nhé. Ok, rồi, vậy phần quà trong ngày hôm nay sẽ là gì? Mini game Spin the Wheel, vòng xoay may mắn, với phần quà hấp dẫn dành cho tất cả các anh chị em seller khi tham gia. Thứ nhất, phần quà của Customly sẽ là 30 ngày miễn phí. Thật ra là cái này là mình cũng hơi là bị ghen tị, tại vì khi mà mình mới bắt đầu Customly thì mình xin hoài luôn vẫn không được cái 30 ngày miễn phí, nên cái đây là một cái phần quà rất là đặc biệt dành cho anh em seller nha. Anh em nhớ thậm chí mình là một seller bán hàng mà mình trước đây mình bắt đầu mình cũng không được 30 ngày miễn phí nữa, nên cái này là một phần quà rất là đặc biệt từ team Customly, là 30 ngày miễn phí trên Shopify. Thậm chí anh em là new user hoặc là những anh em nào đã dùng Customly rồi mà thắng ngày hôm nay vẫn được nhận 30 ngày miễn phí, là coi như là anh em nhận được nhận được một món quà mà không chỉ anh em mới mà anh em cũ vẫn nhận được món quà này của Customly. 30 ngày miễn phí là new user hoặc là user hiện tại của Customly vẫn nhận được món quà này, và nhận được một phần quà là one on one training dành cho anh em nào muốn học hỏi thêm cách để setup Customly
hiệu quả dành cho cửa hàng của mọi người nha. Còn về Shine On thì thay vì anh em chỉ nhận được 20 đô tiền Shine Cash, Shine Cash là một cái tiền mà giống như là một cái tiền gift card vậy đó. Anh em tất nhiên anh em không có thể dùng tiền Shine Cash để đi ra không thể đi ra ngoài để anh em mua đồ, nhưng tất cả những tiền Shine Cash mà anh em có trong tài khoản anh em có thể trừ thẳng vào đơn hàng. Nếu đơn hàng ngày hôm đó của anh em có hai đơn, mỗi đơn 20 đô thì anh em có thể dùng 40 đô này để trừ thẳng vào đơn hàng, và Shion sẽ không không trả thẻ của anh em vào cái đơn hàng đó, thì coi như anh em được thêm 40 đô tiền lời rồi. Đó là phần quà sẽ là 40 đô tiền Shine Cash trừ thẳng vào đơn hàng và một cái video UGC miễn phí từ kho UGC của Shion, và cái kho UGC của Shion là giá mỗi cái video UGC là giá là tầm cỡ 10 đô Mỹ tới 29 đô Mỹ, và cũng có nhiều video nó có hơn giá đó nữa, nên phần quà của Sion đó chính là một cái free video UGC từ cái kho UGC của Sion và 40 đô tiền Shine Cash trừ thẳng ngay vào cái đơn hàng. Và phần quà cuối cùng là phần quà cũng cực kỳ khủng tới từ team Liên Liên Global, đó chính là Exclusive Gift Box, một cái gift box mà trong đó sẽ bao gồm số sổ bút túi và tượng linh vật của Liên Liên để tiền để lưu niệm. Anh em biết rồi, khi mà có những món quà như vậy thì cái hành trình bán hàng online xuyên biên giới POD của anh em thì nói chung là dễ dàng hơn rất là nhiều. Ba cái sản phẩm này là ba sản phẩm đến từ những cái người founder rất là tâm huyết với cái ngành POD, là Shion ra mắt sản phẩm để anh em bán, Customly ra mắt một cái ứng dụng để anh em có thể cá nhân hóa được những sản phẩm đó mà anh em có thể bán được một cái đơn hàng sẽ được nhiều tiền hơn rất nhiều tiền lời hơn rất là nhiều trên mỗi đơn hàng. Và team Liên là một cái founder có một cái giải pháp dành cho anh em nào mà đang ở Việt Nam. Giải pháp này là anh em đang ở Việt Nam mà cần một cái cổng thanh toán thì Liên Global sẽ cung cấp được cái giải pháp thanh toán đó dành cho anh em, và bạn Hà bên Liên Liên Global sẽ đi qua rất là chi tiết trong phần sau của phần livestream nhé. Ok rồi, nhắc lại một lần nữa, anh em nhớ like và comment ngay bên dưới cái livestream này để được bỏ tên vào phòng xoay may mắn ở ngay cuối kia buổi livestream nhé. Anh em nhớ nha, like và comment. Ok rồi, bắt đầu thôi. Cập nhật tin mới nhất trong tuần vừa qua của Team Shion đó chính là những sản phẩm nào là bán chạy nhất trong tuần vừa qua, giống như mình nói hàng tuần. Hai cái hình này không phải tất cả seller nào của Shion, thậm chí tất cả anh em seller bên châu Âu, bên Mỹ đều không xem được cái thống kê này, và chỉ có dành cho, đặc biệt là dành cho anh em Việt Nam mà thôi. Vậy trong tuần vừa qua sản phẩm nào bán chạy nhất trong 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 toàn hệ thống của Shion, không chỉ Việt Nam nha, toàn global luôn, tất cả những seller ở trên toàn thế giới. Sản phẩm bán gì chạy nhất đó chính là Foil và Love Necklace, là cái sản phẩm vòng cổ hình hình trái tim. Sản phẩm thứ hai đó chính là Graphic Journal, quyển sổ tay. Đây là một cái sản phẩm mà mình rất rất là bất ngờ, tại vì trước đây top 3 sản phẩm của Shion chắc cũng cả được 1 năm rưỡi rồi, đều là những sản phẩm liên quan tới trang sức. Tuy nhiên khi mà ra mắt nhiều cái sản phẩm khác thì ngoài cái tấm mica acrylic cũng luôn luôn nằm ở trong top, thì 3 tuần rồi cái Graphic Journal quyển sổ tay này là cái sản phẩm đứng trong top 3, rất rất là mình rất rất là bất ngờ luôn. Rồi vậy sản phẩm thứ ba đó chính là Love Knot Necklace, là cái sản phẩm mà truyền thống rồi, từ ngày đầu tiên của Shion, đó là một cái sản phẩm mà luôn luôn nằm ở trong top top 3 top seller hàng tuần của Shion nhé. Rồi ba cái sản phẩm đứng đầu này sẽ đi cùng với ba cái niche nào bán chạy nhất trong tuần vừa qua. Thứ nhất bán chạy nhất trong tuần vừa qua đó chính là To My Wife, gửi tới người vợ của tôi. Thứ hai là To My Son, gửi tới người con trai. Và thứ ba đó chính là To My Daughter, gửi tới người con gái. Vậy mình thì mình không có thể chia sẻ cho anh em được là sản phẩm nào đi với cái niche nào, tại vì đó là đi quá với cái những gì mình có chia sẻ. Tuy nhiên nếu mà anh em có thể suy nghĩ một chút xíu thì anh em có thể đoán ra được là ba cái sản phẩm đứng đầu đi cùng với ba cái niche đứng đầu là cái sản phẩm nào đi với niche nào đó, thì anh em có thể tự suy luận ra rồi, rất là đơn giản nhé. Rồi anh em nào mà chưa biết bán, anh em nào mà mới bắt đầu mà chưa biết bán những cái niche nào và bán những cái sản phẩm nào,
thì mình khuyên là cứ bám vào ba cái sản phẩm đi đầu hoặc là năm cái sản phẩm đi đầu và bám vào ba cái niche đi đầu là tỷ lệ thắng của anh em sẽ rất 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 là cao. Ok rồi, tiếp theo Shion trong năm 2024 không chỉ là Shion mà tất cả anh em biết là chỉ có bán trang sức mà thôi. Shion năm 2024 là một cái nơi mà anh em có thể tới và anh em có bất kỳ yêu cầu về cái sản phẩm nào thì team Shion cũng đã và đang cực lực để ra mắt cái sản phẩm đó, và cứ mỗi tháng team Shion sẽ ra mắt một núi sản phẩm dành cho anh em. Vậy vừa mới thứ sáu tuần rồi là ngày 10, 14, ngày 14, 17, 16, 15, 14, đúng rồi, ngày 14 thì team Shion đã ra mắt sản phẩm nào. Ok, cái thứ nhất là với công nghệ AI bây giờ thì mock-up nó đã trở nên rất là dễ dàng rồi. Vậy team Shion đã ra một loạt những cái mock-up dành riêng cho cái tháng này là cái tháng tháng tự hào, tháng Pride Month dành cho cộng đồng LGBT. Vậy trong nhiều cái mock-up này thì anh em đã thấy rồi, có sản phẩm là áo 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 ba lỗ cũng có, cái chăn cũng có, cái chăn đi biển cũng có, ở trong đi picnic cũng có, acrylic cũng có. Rồi anh em nhìn thấy đây, có áo ba lỗ cho nam cho nữ cũng có luôn nhé. Thì bất kỳ những cái mock-up nào trên những sản phẩm của Shion mà anh em muốn để có để thể hiện được là sự ủng hộ của mọi người dành cho cái tháng Pride Month này thì Shion đều đã có dành cho tất cả anh em. Đây cũng vậy, là một cái ngày lễ phải nói là lớn lớn nhất, và nó giống như ngày ngày 2 tháng 9 ở Việt Nam á, thì ngày lễ này, ngày lễ July 4 là ngày lễ độc lập của Mỹ. Vậy Team Shawn cũng đã ra mắt nhiều sản phẩm và nhiều cái mock-up dành cho anh em nào bán t-shirt cứ đi qua Shawn. Anh em yên tâm, bán tất cả sản phẩm của Shawn đều là sản xuất tại Mỹ. Nếu mà sản phẩm ví dụ áo có thể là không không sản xuất tại Mỹ nhưng in ấn tại Mỹ và ship ở Mỹ, nên anh em yên tâm về cái vấn đề là chất lượng và cái tốc độ ship rất 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 là nhanh nhé. Ok rồi, những sản phẩm như là cái áo áo thun dành cho nữ, áo thun dành cho nam, áo dành cho em bé đó, nên đó bé trai bé gái, áo thun dành cho nam cho nữ đều có mặt ở trên sàn cả nhá. Và những cái mock-up này đã đang và hiện có ở trong cái sàn dashboard rồi. Anh em nào mà tạo sản phẩm mới thì sẽ thấy được những cái mock-up như vậy nhá. Ok rồi, trong ngày thứ sáu tuần vừa qua Sean đã ra mắt những sản phẩm nào? Thứ nhất là cái áo ba lỗ dành cho nam và nữ. Áo ba lỗ này thì có size là từ extra small tới là 2 extra large, thì bất kể những tệp khách hàng nào mà mọi người đang muốn hướng tới thì đều có size dành cho người đó cả nhá. Mình thấy anh em Việt Nam hồi trước đây hỏi về áo thun rất là nhiều thì Sean cũng ra mắt áo thun. Hỏi về áo hoodie rất là nhiều thì sao cũng đã ra mắt áo hoodie, và cũng có rất nhiều anh em nhắn tin hỏi mình là có áo ba lỗ chưa, thì ngay ngày hôm nay mình chính thức thông báo là Team Sean đã có áo ba lỗ dành cho anh em nào mà đang đang bán, dành dành cho là đặc biệt dành cho mùa hè, là áo ba lỗ là một sản phẩm rất 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 là phổ biến nhá. Rồi không chỉ dành cho nữ, không chỉ dành cho nam mà dành cho kid cũng có, những size như là size small, size medium, size large, và màu đều có rất rất là nhiều màu dành cho không chỉ dành cho người lớn mà dành cho trẻ em luôn nhá. Đó cho anh em thấy đây. Tiếp theo là nhỏ hơn trẻ em nữa là em bé cũng đã có mặt ở trong kho cũng trong cái kho catalog của Shion, sản phẩm dành cho em bé từ từ mới sinh tới 3 tháng, từ 3 đến 6 tháng, 6 9 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng đều có. Và sẵn sàng cho anh em chỉ cần lên thiết kế và gửi cho Sean, và Sean sẽ in sẽ ship rất rất là nhanh. Ok rồi, và có một cái nữa là mặc dù ra mắt nhiều sản phẩm mà không liên quan tới tới trang sức, nhưng tuy nhiên vừa thứ sáu vừa rồi thì Sean đã bắt đầu restock lại những dòng sản phẩm mà trước đây anh em bán rất là được, nhưng về một số lý do nào đó mà Sean đã tạm dừng sản xuất, và
Bởi vì sự yêu cầu của anh em lên rất là nhiều cho những dòng sản phẩm này. Trong tuần vừa rồi Sun đã restock cái dòng sản phẩm dây chuyền, và những dòng sản phẩm dây chuyền này anh em nhớ là dành cho những anh em ở trên cái plan là Empire Builder, là cái plan trả tiền của Sion. Và anh em có thể vào mà anh em có thể thấy được là những sản phẩm nào dành cho những cái plan dưới một chút xíu và những sản phẩm nào dành cho cái plan là Empire Builder nhá. Ok, rồi những sản phẩm đó là những sản phẩm nào? Cái thứ nhất, Memorial Necklace là cái dây chuyền mà trước đây cũng đã bán rất là được và bán xuyên năm suốt tháng. Lý do là cái dây chuyền này là cái dây chuyền dành riêng cho những người cha và người mẹ quá cố. Là cái niche này là niche dành cho những người quá cố. Tất nhiên cái này là cái người mua sẽ rất là rộng, có thể là cả con trai và cả con gái, miễn sao đó là người con hoặc là người người con gái hoặc người con trai của những người cha người mẹ này đó, thì niche rất là rộng. Và quà tặng này có thể dành tặng cho những người anh chị em trong nhà, hoặc là dành tặng cho người mẹ còn sống hoặc người cha còn sống ở trong gia đình này. Đó là cái niche dành cho người quá cố, là một cái niche mà mình đã nói rất rất nhiều lần rồi là sẽ bán được xuyên 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 suốt toàn năm, toàn toàn bộ những tháng của năm luôn. Tại vì anh em cũng biết rồi, hàng ngày đều có những người sinh ra và những người mất đi, thì đều là có cái niche là niche sinh nhật và niche quá cố nhá. Rồi đây là cái sản phẩm thứ nhất. Sản phẩm thứ hai đó là Endless Love Necklace. Cái sản phẩm này là một cái sản phẩm nó cũng giống như cái Infinity Love, và giá base rất 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 là rẻ, là chỉ tầm từ 4 đô đến 7 đô, chưa bao gồm shipping, và có hai màu là có hai dạng là dạng white gold finish và 18K vàng finish. Finish đây là mạ chứ không phải là vàng thiệt. Tại vì vàng thiệt là chắc chắn sẽ không có giá 4 đô đến 7 đô, và anh em sẽ không bán với giá 39 đô 99 rồi. Đó là giá sale đề nghị của Sion mà anh em có thể bán là 39 đô 99. Tuy nhiên theo kinh nghiệm mình á, thì 39 đô 99 quá là rẻ ở trong cái thị trường này. Và khi mà anh em bán trang sức, anh em hoàn toàn có thể bán được 59 đô 99, 69 đô 99, thậm chí lên cao tới cả 89 đô 99 mà giá base chỉ có 4 đến 7 đô cộng shipping, thì anh em thấy tiền lời nó như thế nào rồi nhá. Ok, rồi qua cái sản phẩm tiếp theo là Anchor Pendant Necklace. Cái anchor này là cái theo cái hình mỏ neo với hai màu, cũng là màu stainless steel với là màu mạ vàng 18K, với giá base cũng cực kỳ rẻ, chỉ có 5 đến 7 đô và giá bán đề nghị là 39 đô 99. Mình cũng không cần phải nói là anh em có thể bán được bao nhiêu nữa, nên anh em nhớ bán cao vẫn được, bán cao vẫn được, vẫn lời rất là nhiều nhé. Ok, sản phẩm tiếp theo, Perfect Pair Necklace. Đây là một cái sản phẩm đã từng làm mưa làm gió trên thị trường, và Sean đã đem lại cái sản phẩm này và đã restock lại trong thứ 6 tuần vừa qua. Giá đã giảm đi rất là nhiều so với đợt trước, chỉ từ 5 đến 7 đô, và sale price anh em có thể bán với giá là 49 đô 99 nhá. Nhìn rất là sang trọng luôn, mình đã cầm được cái vòng cổ này ở ngoài đời thật rồi, nhìn rất rất là sang trọng, nên với mức giá 49 đô 99 là một cái giá rất rất là thấp mà anh em có thể bán 49, 59, 69, 79, 89 đô 99 nhá. Ok, cái này thì sẽ có một màu thôi, là màu màu bạc, nhưng là mạ vàng trắng 14K nhá. Ok, rồi tiếp theo, Heart to Heart Pendant là một cái vòng cổ có hai cái hình trái tim lồng vào nhau, với cái màu sắc sẽ là cái màu white gold finish, màu mạ vàng trắng, với giá base chỉ 6 đến 8 đô cộng shipping, và anh em hoàn toàn có thể bán với giá là 49 đô 99 nhá. Rồi ok, tiếp theo là cái Heart Scoop Necklace. Những anh em nào mà đã bán cái niche nose ở trên Facebook với cái sản phẩm là sản phẩm ống thun, thì anh em biết là cái thị trường y tá, thị trường nursing ở bên Mỹ là nó lớn khủng khiếp đến cỡ nào rồi. Và nursing người ta kiếm tiền rất là nhiều, nên việc chi tiền vào những cái sản phẩm để tôn vinh được cái nghề nghiệp của họ là một điều chắc chắn, chắc chắn. Nên Sion đã nghiên cứu mà ra mắt anh em cái sản phẩm Heart Scoop Necklace, là cái hình theo như là cái hình đồ 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 khám ở cho những người y tá đó, với giá base chỉ là 5 đến 7 đô
cộng shipping và giá bán hoàn toàn có thể lên 399. Trước đây khi mà những cái sản phẩm như vậy nè thì mình khuyên anh em nên bán là về cái niche family, về cái niche càng rộng càng tốt. Tuy nhiên những cái vòng cổ như vậy anh em hoàn toàn có thể sử dụng những cái interest hồi xưa mà anh em, những cái pixel data hồi xưa, những cái dữ liệu mà anh em đã có ở trong cái niche là cái niche nursing, anh em hoàn toàn có thể đem qua mà bán cho cái sản phẩm này. Mình bảo đảm luôn tỷ lệ thắng của anh em sẽ lên rất 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 là cao nhá. Ok rồi, tiếp theo giraffe necklace. Cái hình này, cái hình vòng cổ này là một cái sản phẩm đã bán rất chạy trên cái niche là trên cái niche hồi xưa mà mình thấy được là cái niche mẹ con hoặc là ba con. Ba con này là mẹ mẹ với con gái hoặc là ba với con gái. Thì cái niche này là cái sản phẩm này là về hai chú hươu cao cổ quấn cái cổ vào nhau đó, với hai màu sắc là cái màu 14K 14K vàng trắng, mạ vàng trắng, và 18K mạ vàng màu vàng, với giá base cost là từ 68 đô và giá bán đề nghị là 39 đô 99 nhá. Ok rồi, cái sản phẩm tiếp theo từng được mình bán rất là ổn ở cho cái niche là To My Mom, gửi người mẹ yêu dấu. Nhưng sau đó một thời gian thì Sean đã đem cái sản phẩm này ra khỏi catalog, và trong thứ sáu vừa tuần vừa qua Sean đã đem lại và đã restock lại, đó chính là CZ Paper Clip Chain với cái tên cũ đó chính là Forever Link Necklace. Hai cái dạng màu sắc đó chính là một màu sắc đó chính là 18K mạ vàng màu vàng, với rất rất nhiều cái hạt đính ở trên đây, nhìn rất là sang luôn. Và cái giá này là giá base là 26 đô và giá bán đề nghị là 74 đô 99. Cái này thiết kế cũng rất là dễ, anh em chỉ cần đem những cái thiết kế đã có sẵn trên những cái vòng cổ khác và đem qua lại thiết kế lại một chút xíu. Thay vì hồi xưa là cái vòng cổ nằm ở giữa thì vòng cổ này nó sẽ bao 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 ở dưới đây nhá. Đó thì cũng rất 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 là dễ bán, tại vì đây là một cái vòng cổ mà anh em có thể bán với giá trên 100 đô. Đó là cái kinh nghiệm của mình, tại vì trên 100 đô cho một cái vòng cổ mạ vàng 18K và một cái vòng cổ đính rất là nhiều đá trên đó, thì đây là một cái mức giá mà người ta có thể bỏ ra để mua một cái vòng rất rất là đẹp như vậy nhá. Rồi, đó là cái về cái phần những tin tức update mới nhất của Sion dành tới cho tất cả mọi người. Vậy phần tiếp theo, khi mà anh em muốn bán về cá nhân hóa, khi mà anh em muốn có một cái cửa hàng mà nó đặc biệt hơn so với những cửa hàng khác, thì anh em phải chú trọng về cái phần là cho khách hàng cá nhân hóa được những sản phẩm của họ. Và một trong những phần mềm mạnh nhất, khỏe nhất, hay nhất và được ưu thích nhất ngay tại thời điểm hiện tại đó chính là Customly. Và sau đây mình xin giới thiệu tới mọi người, chị Quỳnh Trương ở bên Customly sẽ nói thêm về Customly là gì, những tiện ích của Customly và những gì mà Customly có thể đem lại được cho anh em seller nhé. Ok chị Quỳnh, chị ready chưa? Ok. Ok, hello mọi người. Chào mọi người, thì mình là Quỳnh từ team của Customly. Thì hôm nay cũng rất vui tham gia vào buổi live webinar cùng Sion và Lian Lian Global. Thì hy vọng sẽ có thể hỗ trợ một số thông tin hữu ích để các anh chị em seller có thể kéo sale, thu sale vào những dịp lễ sắp tới. Thì chắc hẳn một số anh chị em seller cũng đã biết về Customly, nhưng mà mình sẽ nhắc lại chút xíu sơ lược về Customly để các bạn mới, các anh chị em solo mới có thể nắm rõ hơn. Thì Customly là gì? Customly Milly là một ứng dụng cá nhân hóa sản phẩm và có thể tích hợp trên bất kỳ nền tảng thương mại nào, cho phép khách hàng của mọi người tại cửa hàng có thể tùy chỉnh các cá nhân hóa và có thể thấy được cái bảng trực tuyến khi mà mọi người có là thay đổi các tùy chỉnh cá nhân hóa trên trang cửa hàng. Thì với Customly thì có thể tích hợp trên các nền thương mại điện tử, ví dụ như Shopify, Etsy, Shop Lazada, WooCommerce, BigCommerce, Magento và Walmart. Và Customly còn cung cấp cho các
cho mọi người file để có thể in ấn hoặc là laser vân vân. Mọi người chỉ cần tải xuống và gửi đến đơn vị sản xuất. Với Customly thì mọi người sẽ có một cửa hàng personalize mà không cần về coding, sẽ rất là nhanh chóng và dễ dàng. Nên nếu các anh chị em seller vẫn chưa có Customly thì hãy trải nghiệm thử để xem Customly có thể hỗ trợ mọi người trong những mùa sale sắp tới như thế nào ha. Ok, tiếp theo. Tiếp theo thì đây là một số lợi ích khi sử dụng Customly. Thì như mọi người mình có đề cập trong phần Customly là gì, thì một trong những lợi ích của Customly thì khách hàng có thể thực hiện personalize theo sở thích và thấy được hình ảnh sản phẩm trước khi đặt hàng. Tức là khách hàng khi tại cửa hàng của mọi người có thể chọn các tùy chọn cá nhân hóa, ví dụ như tóc, quần áo và vân vân, thì khách hàng sẽ có thể thấy được cái bản preview ngay tại cửa hàng, thì nó sẽ giảm được tỷ lệ phàn nàn và tỷ lệ return. Nên mọi người thấy là bên Customly sẽ rất là hỗ trợ cho bên trang cửa hàng của mọi người. Tiếp theo sẽ là rút ngắn thời gian tạo ra file in, đồng thời sẽ tiết kiệm nhân lực vì bên Customly sẽ cung cấp cho mọi người các clip art miễn phí, đồng thời với hơn 300 mẫu thiết kế thì mọi người có thể tiết kiệm được nhân lực về mảng thiết kế và sẽ xuất file in khá là nhanh nên có thể hỗ trợ mọi người trong mùa sale. Tiếp theo thì bên Customly có khả năng xử lý order, tức là tự động hóa xử lý và vận chuyển đơn hàng, thì khi khách hàng order tại trang cửa hàng của mọi người thì mọi người sẽ không cần lo lắng về việc vận chuyển và xử lý. Bên nhà cung cấp POD sẽ nhận được đơn hàng và vận chuyển đơn hàng tới tận tay khách hàng của mọi người. Như mình đã đề cập thì bên Customly sẽ cung cấp các mẫu thiết kế clip art để cho khách hàng có thể khám phá với nhiều mẫu và sẽ có những cái mẫu theo dịp nè, theo dịp lễ, ví dụ như Halloween, Christmas, dịp lễ cha, lễ mẹ và vân vân. Nói chung là sẽ rất là nhiều tệp để mà mọi người có thể khám phá. Tiếp đến thì Customly sẽ mang lại sự đa dạng hóa về sản phẩm, tức là sẽ tạo ra các sản phẩm độc đáo vì đó là cái sản phẩm mà khách hàng của mọi người tự tạo ra, nên khá là người ta gọi là có một trong hai, tức là tại vì theo cái tính personalize của mình thì mình sẽ thiết kế cái sản phẩm đó theo sở thích của khách hàng. Tiếp đến sẽ là đa dạng hệ thống fulfillment, thì bên Customly tích hợp với rất nhiều nhà cung cấp POD để mà mọi người có thể lựa chọn, và một trong những nhà cung cấp POD đó là Scion. Thì bên Scion sẽ khá là mạnh về mặt jewelry, như Quang có đi sơ lược qua các sản phẩm jewelry. Đồng thời thì bên Scion dạo gần đây cũng có những cái sản phẩm mới về quần áo hoặc là acrylic, nên mọi người nếu mà các anh chị em seller muốn đa dạng hóa thêm sản phẩm ngay tại cửa hàng thì mọi người có thể vào Scion để khám phá thêm các sản phẩm. Ok, thì đây là một trong những thống kê mà mình đã tìm thấy, thì mọi người có thể thấy là quy mô thị trường personalized gift toàn cầu được định giá là 30,3 tỷ USD vào năm 2022 và dự kiến sẽ mở rộng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 5,8% từ năm 2022 đến năm 2030. Thì có thể thấy là thị trường cá nhân hóa sẽ không ngừng tăng trưởng vào các năm và tới năm 2030. Nên nếu các anh chị em seller vẫn còn đang cân nhắc về các sản phẩm cá nhân hóa thì mọi người hãy bắt đầu thôi, tại vì mọi người có thể tạo ra các sản phẩm độc đáo để trưng ngay tại cửa hàng và kéo sale nhanh chóng hơn. Đây mình đã để ra hai cái cửa hàng để cho các anh chị em seller có thể thấy là cái sự khác biệt giữa cửa hàng personalize và cửa hàng non personalize. Thì mọi người có thể thấy cái hình đầu tiên là cửa hàng non personalize thì với một trăm mấy review, và cửa hàng với personalize thì tới 1.000 mấy review. Thì như mọi người đã biết là khách hàng chỉ review khi họ hài lòng sản phẩm và họ đã mua sản phẩm và trải nghiệm dịch vụ của bên mình. Thì khi mà khách hàng
review cửa hàng của mọi người, tức là họ đã hài lòng thì nó sẽ convert qua doanh số và doanh thu. Thì mọi người có thể thấy là cái personal review ở ngay cửa hàng personalize khá là mạnh, nó sẽ gấp rất là nhiều lần so với cửa hàng non personalize, nên mọi người có thể là các anh chị em seller sẽ phải cân nhắc về cái vấn đề personalize này để có thể hỗ trợ cho cửa hàng của mình. Bên cạnh đây thì sẽ là những cái sản phẩm đã personalize, thì mọi người thấy là sẽ rất là linh hoạt để mà mọi người có thể sử dụng customly, mọi người có thể personalize là cá nhân hóa trước và sau sản phẩm, hoặc là có thể wrap around cái sản phẩm đó luôn, nên khá là tiện lợi cho mọi người để mà mọi người có thể sử dụng trên tất cả các sản phẩm như ly, cốc, tumbler, áo, quần và vân vân. Và đây là các clip art bên Customly, clip art và design. Thì như mình đã đề cập trước đó thì bên Customly sẽ hỗ trợ mọi người về mảng là cung cấp các clip art miễn phí và các thiết kế miễn phí. Thì bộ sưu tập của Customly clip art thì sẽ bao gồm người và thú cưng với nhiều phong cách khác nhau như pencil style, full color style, cartoon style và kawaii style. Còn về bộ sưu tập về người thì các anh chị em solo có thể sử dụng cho những dịp như ngày mẹ, ông bà, lễ kỷ niệm, sinh nhật, bạn bè và nhiều hơn thế nữa. Thì như mọi người có thể thấy ở trên slide ở đây thì bên Customly có hơn 300 mẫu thiết kế để mà mọi người có thể sử dụng và có thể áp dụng trên sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm tại cửa hàng. Bên cạnh đó thì mọi người có thể thấy là bên Customly đã categorize, nhưng như mình đã đề cập ở ngay phần Customly là gì, thì bên Customly đã chia ra các tệp theo dịp lễ hoặc là theo character như bên mẹ, ba hoặc mẹ. Mọi người có thể vào từng tệp để có thể thấy được, để có thể tìm thấy các mẫu thiết kế liên quan tới cái tệp đó, nên mọi người đừng có bỏ lỡ về phần mẫu clip art và thiết kế miễn phí này, vì nó sẽ khá là tiết kiệm nhân sự cho mọi người. Vì nếu mà mọi người mới bắt đầu về khám phá về mở cửa hàng personalize BOD thì mọi người có thể sử dụng những clip art này trước để có thể listing sản phẩm nhanh chóng và dễ dàng trên các nền thương mại điện tử. Đây là top các mẫu thiết kế trong tháng 5 mà bên Customly đã tổng hợp lại từ các anh chị em solo để cho các anh chị em solo ở đây có thể tham khảo và có thể lấy ý tưởng để chuẩn bị cho cái mùa sale sắp tới. Thì ví dụ như là một trong những top sản phẩm mẫu thiết kế thì sẽ có mẫu thiết kế về đá, thì mọi người có thể thấy là những cái chữ, mọi người có thể up hình ảnh lên trên cái chữ thì nó sẽ khá là độc đáo và có thể lạ mắt để mà mọi người có thể trưng bày ngay tại cửa hàng, áp dụng trên sản phẩm. Thì những cái thiết kế như là số 1, số 2, số 3 thì mọi người có thể, và vân vân, mọi người có thể áp dụng trên sản phẩm như áo jean, áo phông, hoặc là trên cốc, hoặc là tumbler. Nói chung là có thể áp dụng trên tất cả sản phẩm như để có thể hỗ trợ đa dạng hóa sản phẩm trên tại cửa hàng. Thì tiếp theo ở dưới là 6, 7, 8 thì mọi người có thể thấy là for số 7 sẽ là cho sản phẩm cho mùa lễ graduation, và tiếp theo sẽ là những cái sản phẩm, những cái thiết kế về đá, tại vì mình biết là đá đã qua rồi thì mọi người có thể lấy ý tưởng để mà mọi người có thể tham khảo và chuẩn bị cho cái mùa July 4 sắp tới. Thì tiếp những cái slide tiếp theo thì mình sẽ có nói về những cái mẫu thiết kế xu hướng cho dịp July 4, và cuối cùng sẽ là mẫu bản đồ là số 9 và số 10. Thì đây là một trong những mẫu thiết kế rất là được nhiều anh chị em seller ở Customly quan tâm. Thì mọi người có thể thấy là bên mẫu bản đồ hiện tại mọi người có thể tạo được những cái hình dáng khác nhau, ví dụ như hình trái tim, hình tròn và hình vuông. Thì hiện tại các anh chị em seller đang thử, tại vì cái tính năng này nó mới mới được cho ra mắt tầm cỡ tháng thôi, nhưng mà được các anh chị em seller khá là thích, tại vì khách hàng cũng khá là review nhiều về cái mẫu thiết kế này, nên nếu các anh chị em seller muốn tìm thêm ý tưởng thì mọi người có thể tham khảo mẫu ý tưởng thiết kế về map để đa dạng hóa sản phẩm.
Và đây là những tính năng ở bên Customly. Thì mình biết là một số anh chị em seller cũng đã biết rồi, nên mình sẽ đi rất là nhanh về những cái tính năng nổi trội cái bên Customly để những anh chị em seller mới có thể nắm rõ. Thì tính năng thứ nhất sẽ là tùy chỉnh text, font và màu sắc khác nhau, tức là mọi người có thể tùy chỉnh nội dung này và font và các màu sắc, ví dụ như xanh, đỏ, vàng, tím, nói chung là nhiều màu sắc thì mọi người có thể tùy chỉnh. Tiếp theo sẽ là tạo bản đồ sao, bản đồ đường phố và chỉnh vị với tùy chỉnh vị trí và thiết kế. Thì đây là một trong những cái mà tính năng mà rất được nhiều anh chị em solo khá là thích, vì mọi người có thể tìm rất là nhiều mẫu bản đồ. Hình như ở bên Customly sẽ có hơn 17 kiểu bản đồ để mà mọi người lựa chọn. Sau đó, sau khi mà mọi người lựa chọn thì mọi người có thể tùy chỉnh vị trí và thiết kế của bản đồ. Tiếp theo thì sẽ là tải photo vector remove background, thì mọi người sẽ có cái linh hoạt để có thể upload hình ảnh những cái vector. Sau đó thì mọi người, nếu mà mọi người không thích cái background, mọi người vẫn có thể remove cái background của hình ảnh đó trên Customly. Tiếp đến thì mọi người sẽ có thể sử dụng tính năng như là các hiệu ứng khác nhau như texture, embroidery và engraving. Thì trong Customly có những cái texture để mà mọi người có thể áp dụng trên sản phẩm. Đó. Tiếp theo các tính năng ở đây sẽ là cung cấp clip art option không giới hạn, ví dụ như character, quần áo, tóc và thú cưng. Thì như mình đã đề cập, bên Customly sẽ cung cấp tất cả các mẫu miễn phí, nên mọi người có thể vào khám phá thêm để có thể làm cho cái trang sản phẩm của mình nó độc đáo hơn, nó đa dạng hơn về các mẫu thiết kế. Tiếp theo sẽ là tính năng hoạt hình dành cho ảnh chân dung. Thì mọi người có thể thấy ở đây là nó chỉ sử dụng cho hình ảnh chân dung. Mọi người có thể upload hình ảnh lên, sau đó nó sẽ chuyển qua thành hình ảnh hoạt hình. Thì giống như cái hiện tại bây giờ thì mọi người thấy là mọi người dùng AI á, thì nó sẽ chuyển qua cái kiểu hơi kiểu thiết kế của bên AI, thì mọi người có thể vào và khám phá hơn. Tiếp theo sẽ là tính năng tích hợp OpenAI DALL-E 3. Thì đây là một trong những tính năng mới cập nhật bên Customly và cũng khá được nhiều anh chị em solo quan tâm. Thì với cái tính năng này, các anh chị em solo có thể điền vào cái chỗ khung chat GPT ngay tại trang sản phẩm. Sau đó thì mọi người chỉ cần click cái nút là tạo thiết kế, thì bên OpenAI DALL-E 3 sẽ tự tạo cái thiết kế theo cái nội dung miêu tả của mọi người. Thì cái này khá là thú vị, nên mọi người có thể hãy vào khám phá để biết thêm về tính năng này. Và cuối cùng sẽ là phần Order Manager, thì đây là hệ thống quản lý đơn hàng. Thì mọi người sẽ có thể vào đây để tìm thấy tất cả các thông tin của đơn hàng, ví dụ như đơn hàng này đã được thực hiện với nhà fulfillment nào, create khi nào, có thể xuất file in ngay tại Order Manager. Thì khi mà mọi người vào phần này thì sẽ tìm thấy tất cả các thông tin của đơn hàng. Đồng thời bên Customly có một cái kênh gọi là Channel Log, Kenny Channel Log, thì mọi người có thể vào để có thể suggest là gợi ý những cái tính năng mà mọi người mong muốn có ngay tại cửa hàng, hoặc là mọi người có thể vào đó để tìm thấy tất cả các tính năng mới nhất được cập nhật mới nhất từ Customly, vì Customly sẽ không ngừng cập nhật các tính năng mới vào mỗi tháng. Nên mọi người hãy vào cái trang Kenny Channel Log để có thể tìm thấy những cái tính năng mới nhất nha. Ok. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu sơ lược về cách làm thế nào để mọi người sử dụng Customly. Thì hiện tại bên Customly sẽ có 4 cách để mà mọi người có thể listing sản phẩm nhanh chóng và dễ dàng. Ví dụ như cách thứ nhất là một trong những cách nhanh nhất, mọi người có thể sử dụng nhà cung cấp BOD cộng với các mẫu thiết kế tại thư viện của Customly. Thì như mình đã đề cập trên cái slide trước là hơn 300 mẫu để mà mọi người có thể lựa chọn. Thì sau khi mọi người chọn nhà cung cấp BOD, chọn mẫu thiết kế bên thư viện Customly, thì mọi người đã có thể listing sản phẩm rồi. Thì cái cách thứ nhất này chỉ trong 5 phút thôi mọi người. Tiếp theo sẽ là cách thứ hai, thì mọi người sẽ chọn nhà cung cấp BOD và sẽ sử dụng cái thiết kế riêng của mọi người. Thì tại Customly sẽ có studio thiết kế để mọi người có thể upload cái mẫu thiết kế, sau đó có thể add thêm tất cả các tính năng ngay tại Customly, ví dụ như tùy chỉnh text, font, màu sắc và vân vân, như những tính năng mà mình đã nói trước slide trước đây. Cách thứ ba sẽ là sử dụng your own mockup và
sử dụng thiết kế tại thư viện của Customly. Do ôn mockup thì mọi người có thể tải lên sản phẩm mockup mà mọi người đang có hoặc là mọi người không thể tìm thấy ở tại Customly thì mọi người có thể tải cái sản phẩm mockup đó lên, hoặc là mọi người đang tích hợp với một nhà cung cấp BOD chưa tích hợp với Customly thì mọi người cũng có thể tải cái sản phẩm đó lên luôn. Thì bên Customly khá là linh hoạt về mặt này, mọi người có thể sử dụng bất kỳ cái sản phẩm mockup nào của mọi người hoặc là bất kỳ sản phẩm thiết kế nào của mọi người. Và cuối cùng đây là cái mà mình mới nhắc, thì mọi người có thể sử dụng Yoon Mockup và Yoon Art, tức là mọi người sẽ sử dụng cái sản phẩm mockup riêng và sử dụng cái thiết kế riêng của mình. Thì đây là bốn cái cách mà mọi người có thể sử dụng bên Customly. Nếu mà mọi người, nếu các anh chị em solo có thắc mắc hay là câu hỏi thì mọi người có thể đặt câu hỏi trong phần live chat, hoặc là mọi người có thể liên hệ mình ở bên Facebook, cộng đồng Facebook Customly, thì mình sẽ hỗ trợ, để hy vọng là có thể hỗ trợ mọi người listing sản phẩm nhanh chóng hơn. Thì tiếp theo đây là cái review setup tại cửa hàng. Thì như mình đã nói là với Customly thì có thể làm cho cái trang sản phẩm của mọi người khá là phong phú. Tại vì khi mà khách hàng vào á, cái vấn đề đầu tiên là mọi người sẽ phải giữ chân được khách hàng. Thì khi mà khách hàng vào được cái trang sản phẩm thì với Customly mọi cái khách hàng sẽ có thể ở lại lâu hơn, vì họ sẽ thấy là thú vị đối với những cái clip art mà mọi người đang cung cấp để mà khách hàng có thể ở lại và tạo cái sản phẩm thiết kế của riêng họ. Thì với Customly mọi người có thể set up với nhiều cái cách khác nhau tại trang cửa hàng. Ví dụ như product page review thì mọi người có thể thấy được những cái khi mà mọi người tùy chỉnh cái cá nhân hóa ở bên phần bên tại trang cửa hàng thì nó sẽ hiện ra ngay cái hình để cho khách hàng có thể thấy được trực tiếp những cái mà họ đã lựa chọn. Còn cái setup thứ hai là model preview thì họ sẽ phải nhấn vào cái nút là explore cái personalize, thì sau đó họ mới có thể lựa chọn tất cả các tính năng cá nhân hóa. Còn cái thứ ba sẽ là show preview button, tức là mọi người sẽ khách hàng sẽ phải lựa chọn tất cả các tùy chỉnh cá nhân hóa, sau đó họ sẽ nhấn nút preview preview button thì họ mới thấy được cái sản phẩm sau khi mà họ đã lựa chọn các cá nhân hóa đó. Thì một trong những cái mà setup mà được nhiều anh chị em solo rất là thích là product page review. Thì với product page review như mình đã đề cập thì khi mà khách hàng vào trang cửa hàng họ lựa chọn tất cả các tùy chỉnh cá nhân hóa thì nó sẽ thể hiện ngay tại cái hình sản phẩm luôn, thì khách hàng có thể thấy được cái sản phẩm thực tế mà họ đã lựa chọn, thì nó sẽ giảm được cái tỷ lệ phàn nàn và tỷ lệ return ngay tại cửa hàng của mọi người. Và đây là demo store của bên Customly, thì mọi người có thể vào trang customly.com để có thể vào cái demo store để mà mọi người có thể thấy được những cái làm thế nào để set up được một cái trang cửa hàng personalize cho nó hấp dẫn, và mọi người có thể khám phá rất là nhiều ý tưởng thiết kế cũng như là những cái sản phẩm mà bên Customly đang có thể hỗ trợ mọi người tại trang cửa hàng BOD. Thì mọi người có thể thấy này, ví dụ như mình bên trang của Customly sẽ có Happy Father Day thì mọi người chỉ cần click vào đó thì mọi người sẽ thấy rất là nhiều ý tưởng thiết kế ngay tại đó. Tiếp theo là Star Map và DALL-E3. Thì nếu mà mọi người chưa có nắm rõ về cái OpenAI này, mọi người vẫn có thể vào Demo Store để có thể khám phá thêm về tính năng này. Và đây là những cái mẫu thiết kế mà đang dẫn đầu xu hướng ở của July 4, lễ lễ July 4 sắp tới đây, thì mọi người có thể tham khảo và có thể áp dụng trên sản phẩm. Ví dụ như một cái bạn gái có cái lá cờ đằng sau và Happy 4 July, hoặc là về thú cưng, thì thú cưng cũng là một trong những cái mẫu thiết kế mà được rất nhiều khách hàng rất là khá là quan tâm, và một trong những thiết kế mà được bán rất là nhiều tại trang cửa hàng của tất cả các anh chị em solo của bên Customly. Nên mọi người có thể tham khảo những cái mẫu thiết kế này và áp dụng cho trang sản phẩm của mọi người.
Và đây là một trong một số sau khi mà mọi người đã có sản phẩm rồi thì mọi người sẽ phải áp dụng một số chiến lược marketing để có thể thu sale một cách nhanh chóng. Thì một trong những cái chiến lược marketing mà mình nói ở đây sẽ là upselling và cross selling. Thì theo số liệu thống kê từ 2022 thì hơn 500 anh em seller, 72% cửa hàng sử dụng chiến thuật upsell và 74% cửa hàng sử dụng chiến thuật cross sale đã tăng được 30% doanh thu. Thì hy vọng là mình nghĩ là chắc đã có một số anh chị em solo cũng đã biết về cái chiến thuật này rồi. Thì hy vọng sẽ hỗ trợ về phần tăng doanh thu và doanh số cho mọi người. Thì đây là một những chiến thuật để hỗ trợ mọi người trong phần upsell, ví dụ như pre-purchase thì mọi người có thể giới thiệu sản phẩm cho khách hàng ngay khi họ nhấn nút add to cart, hoặc là in cart thì có thể tạo các đề xuất sản phẩm tương tự với sản phẩm hiện có trong giỏ hàng. Thì khi mà khách hàng người ta mua một cái sản phẩm nào đó thì khi mà người ta vào cái in cart, người ta có thể thấy những sản phẩm khác thì họ sẽ nhìn qua cái sản phẩm đó và có thể kéo sale cho mọi người với những cái sản phẩm mà được pop up ngay trong in cart. Và cuối cùng sẽ là post purchase thì sẽ giới thiệu các sản phẩm cho khách hàng vừa hoàn tất thanh toán. Đó, đây là những chiến thuật mà mọi người có thể tham khảo để sử dụng ngay tại trang cửa hàng của mọi người. Và tiếp theo sẽ là những chiến thuật cross sale thì sẽ có là quantity discount thì sẽ khuyến khích khách hàng mua hàng với các ưu đãi hấp dẫn. Tiếp theo sẽ là bundle là khuyến khích khách hàng mua các sản phẩm liên quan đến sản phẩm chính, tức là mọi người sẽ up sản phẩm áo nhưng mà mọi người sẽ pop up những sản phẩm liên quan tới áo, ví dụ như áo phông hoặc là quần hoặc là tóc. Đó là những cái mà bundle thêm vào trong cái áo thì sẽ có một cái khuyến mãi, thì sẽ thu hút khách hàng để mà khách hàng có một cái động lực để mua thêm sản phẩm tại cửa hàng. Và cuối cùng sẽ là product widget, là một mục nhỏ trên trang sản phẩm sẽ thu thập các sản phẩm đề xuất cho khách hàng. Thì mọi người có thể thấy cái hình ở bên này, nó sẽ có một cái gọi là handpick product just for you. Thì họ đây là một trong những cái sản phẩm mà họ đoán được cái behavior của bên khách hàng khi mà khách hàng vào trang cửa hàng của mình á, thì nếu mà họ sẽ xem qua những sản phẩm này rồi thì sau khi mà họ thanh toán một trong những sản phẩm nào đó thì những cái sản phẩm còn lại nó sẽ pop up luôn để cho khách hàng nó bên khách hàng có thể nhìn lại các sản phẩm đó và có thể là sẽ có động lực để họ có thể mua thêm. Và mình đồng thời thì mình sẽ giới thiệu một số ứng dụng upsell tốt trên Shopify và hy vọng các anh chị em seller có thể tham khảo một số ứng dụng này để có thể áp dụng tại trang cửa hàng. Thì cái thứ nhất mọi người có thể áp dụng có thể tham khảo Audible làm một trong ứng dụng là để tạo ra các ưu đãi dành riêng cho khách hàng trước và sau khi họ mua hàng. Tiếp theo sẽ là Sell Easy thì có thể lựa chọn nhiều loại cross sell và upsell như frequently bought together, bundle, nhóm sản phẩm thường được mua cùng nhau và giảm giá kèm đồng, đếm ngược upsell tại trang giỏ hàng. Và tiếp theo sẽ là Vital, là bao gồm nhiều tính năng cross sell, upsell như giảm giá khi mua số lượng lớn này, giảm giá theo combo, mua một tặng một. Và sẽ có một vài ứng dụng nữa như là Honeycomb, Smart Sale. Thì đây là một trong những cái số một số ứng dụng mà các anh chị em seller có thể tham khảo, tại vì đây là một trong những số ứng dụng mà mình đã tổng hợp từ các anh chị em solo tại Customly để có thể mang đến cho các anh chị em solo ở ngay tại live webinar này có thể tham khảo để hy vọng sẽ cung cấp một số cũng như là tuyệt chiêu để cho mọi người có thể tăng sale tại cửa hàng. Và đây mọi người có thể tìm thấy Customly ngay tại Shopify để có thể trải nghiệm. Thì hiện tại bên Customly có 9 ngày miễn phí cho các new user. Thì nếu mà mọi người tham gia vào buổi live webinar thì hy vọng sẽ thắng cái mini game để có được 30 ngày miễn phí để mọi người có thể khám phá thêm về cái ứng dụng Customly này. Và các kênh liên hệ với bên Customly thì sẽ có như là support @customly.com. Kênh thứ hai sẽ là open live chat tại app Customly. Thì bên app của Customly sẽ hỗ trợ các anh chị em solo từ thứ hai tới thứ sáu từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều, nên mọi người lưu ý sẽ
có một cái team Việt Nam để một team Việt Nam để hỗ trợ mọi người trong cái thời gian từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều, và cuối cùng sẽ là cộng đồng Facebook Community, thì nơi mà mọi người có thể tìm thấy tất cả những cập nhật mới của bên Customly này, marketing tip này, và những cái sản phẩm mới nhất update từ các nhà cung cấp BOD. Thì nếu mà các anh chị em solo vẫn chưa tham gia vào cộng đồng thì mọi người hãy tham gia để có thể cập nhật những cái thông tin mới này. Ok, và sau khi mà mọi người có nhà cung cấp BOD rồi, có ứng dụng Customly rồi, thì tiếp theo sẽ là bên Liền Liền sẽ hỗ trợ mọi người, sẽ cung cấp mọi người giải pháp thanh toán an toàn, uy tín và nhanh chóng để mọi người có thể push sale cho cửa hàng của mọi người. Hà ơi. Hai mọi người, em là Hà từ team Blending Global. Thì hôm nay em rất là hân hạnh khi được tham gia vào buổi webinar ngày hôm nay và chia sẻ cho mọi người về một giải pháp thanh toán cũng như là những giá trị mà team Blending có thể mang đến cho các anh chị em nhà bán trong việc xây dựng một doanh nghiệp BOD mạnh và bền vững. Thì giới thiệu một chút về Liên Liên. Thì Liên Liên Global là công ty thanh toán có trụ sở chính tại Hàng Châu, Trung Quốc. Và về bề dày lịch sử thì Liên Liên vừa mới kỷ niệm sinh nhật 9 tuổi vào đầu tháng 6 vừa rồi ạ. Vậy thì sản phẩm của Liên Liên có gì? Người chuyển slide giúp em ạ. Sản phẩm của Liên Liên có gì? Sản phẩm của Liên Liên đầu tiên là phải kể đến về sản phẩm ví điện tử. Em tin chắc rằng là đối với những anh chị mà đã có kinh nghiệm bán POD thì mọi người đã không quá xa lạ với sản phẩm ví điện tử của Liên Liên đúng không ạ? Thì nói một cách đơn giản nhất thì ví điện tử Liên Liên sẽ cung cấp những tài khoản nhận, hay mọi người còn gọi là các bank ảo, để mọi người có thể nhận doanh thu từ những cửa hàng trên sàn thương mại điện tử xuyên biên giới của mình về. Thì hiện tại Liên Liên đang cung cấp tài khoản nhận với 11 đồng ngoại tệ khác nhau từ những tổ chức tài chính nổi tiếng như là Citibank, Deutsche Bank để có thể cung cấp cho anh chị nhận các doanh thu từ những đồng ngoại tệ khác nhau về ví điện tử Liên Liên. Vậy thì sau khi nhận doanh thu về Liên Liên thì anh chị có thể luân chuyển dòng tiền như thế nào? Đầu tiên, các anh chị có thể sử dụng chức năng thanh toán của Liên Liên. Trong quá trình kinh doanh BOD thì chắc chắn là các anh chị sẽ cần phải thanh toán cho các nhà cung cấp về hàng hóa, về dịch vụ hoặc là về logistics. Vậy thì các anh chị có thể sử dụng Liên Liên với hai hình thức dưới đây. Thứ nhất là mọi người có thể chuyển nội ví một cách rất là nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí từ ví Liên Liên này sang ví Liên Liên khác. Và cách thứ hai là mọi người có thể chuyển đến một tài khoản ngân hàng tại một quốc gia khác với nhiều đồng ngoại tệ khác nhau. Thì trong chức năng chuyển đến một tài khoản ngân hàng khác thì em xin highlight một chút về một sản phẩm rất là mới của Liên Liên, đó chính là chức năng remittance. Chức năng remittance là một chức năng mà có thể hỗ trợ các anh chị em nhà bán chuyển đến một tài khoản ngân hàng của cá nhân tại Trung Quốc và đồng nhân dân tệ. Và điều đặc biệt là phía người nhận Trung Quốc có thể nhận được doanh thu này trong vòng từ gần như là real time tầm 1-2 phút ạ. Vì vậy thì đối với những anh chị mà muốn thanh toán cho nhà cung cấp tại Trung Quốc với tài khoản bằng cá nhân và bằng đồng nhân dân tệ thì chức năng remittance là một chức năng rất là ưu việt đối với anh chị. Ngoài chức năng thanh toán cho nhà cung cấp thì anh chị cũng có thể rút về tài khoản ngân hàng tại Việt Nam của mình bằng đồng Việt Nam đồng, và thời gian process cho chức năng này thì rất là nhanh, gần như là real time, tầm 1 đến 2 phút thì anh chị có thể nhận được doanh thu về Việt Nam đồng tại ngân hàng Việt Nam của mình. Và cuối cùng đó là chức năng thẻ ảo. Trong quá trình mọi người kinh doanh BOD thì chắc chắn mọi người sẽ cần những chiếc thẻ ảo để có thể chạy ads hoặc là thanh toán cho các bên fulfillment như là Shion, Customly. Thì Liên Liên cũng cung cấp những chiếc thẻ ảo này để các anh chị có thể thanh toán cho những cái dịch vụ cần thiết của mình. Bên cạnh chức năng, bên cạnh về sản phẩm ví điện tử thì Liên Liên còn có sản phẩm thứ hai, đó chính là sản phẩm cổng thanh toán. Cổng thanh toán Liên Liên Pay là một sản phẩm để có thể hỗ trợ cho các anh chị em nhà bán hàng trên website riêng của mình. Về cơ bản thì cổng thanh toán Liên Liên Pay sẽ chấp nhận thanh toán đối với những loại thẻ quốc tế credit credit debit card phổ biến nhất như là Visa, Mastercard, American Express, GCB vân vân, và có thể kết nối với hầu hết những cái platform building website phổ biến mà các anh chị em nhà bán Việt Nam hay sử dụng như là Shopify, WooCommerce. Vậy thì điều kiện để đăng ký cổng Liên Liên Pay là gì? Thông thường thì khi mà mọi người đăng ký một cổng thanh toán quốc tế như là PayPal Stripe thì các anh chị em nhà bán Việt Nam sẽ phải lập một công ty nước ngoài như là tại Hồng Kông, Singapore để có thể đăng ký một cổng thanh toán. Tuy nhiên thì Liên Liên Pay sẽ hỗ trợ các anh chị em có nhà bán tại
cách có doanh nghiệp tại Việt Nam thì anh chị có thể sử dụng doanh nghiệp tại Việt Nam hoặc là doanh nghiệp tại các quốc gia như là Singapore, Hồng Kông, US, UK để đăng ký cộng Linlin Pay. Và điều kiện thứ hai là website bán hàng của các anh chị cần tuân thủ những quy định về bản quyền cũng như là nhãn hiệu. Vừa rồi là chia sẻ của em về hai sản phẩm chính của Linlin. Vậy ngoài là một giải pháp thanh toán, Linlin có thể đồng hành cùng các anh chị nhà bán POD trong quá trình xây dựng một doanh nghiệp mạnh và bền vững như thế nào? Thì đội ngũ Linlin tin rằng là trong quá trình một xây dựng doanh nghiệp mạnh và bền vững nói chung và doanh nghiệp POD nói riêng, thì ngoài những khía cạnh về bán hàng, về kinh doanh mà phía Shion đã customly đã chia sẻ, thì những khía cạnh về nhân sự, về kế toán, về quản lý dòng tiền và những nghĩa vụ về thuế phí cũng là những khía cạnh rất là quan trọng để xây dựng một doanh nghiệp bền vững trong tương lai. Thì cũng chia sẻ ngoài lề một chút thì đội ngũ Linlin hầu hết là những nhân sự có background về tài chính và ngân hàng. Thì khi mọi người tham gia vào tiếp xúc với các anh chị em MMO nói chung và anh chị em seller, các anh chị em nhà bán thương mại xuyên biên giới nói riêng, thì mọi người nhận thấy là các anh chị em seller có rất là nhiều băn khoăn trong việc quản lý doanh thu, về việc là mình phải thực hiện nghĩa vụ thuế phí như thế nào. Thì Linlin mong rằng là không thể gọi là tư vấn, mà Linlin mong rằng là có thể chia sẻ một góc nhìn nào đó để các anh chị em có thể áp dụng vào doanh nghiệp của mình để xây dựng một doanh nghiệp POD mạnh và bền vững về việc cấu trúc doanh thu, về thuế, thu nhập doanh nghiệp. Hầu hết những anh chị tham gia buổi webinar hôm nay thì là các anh chị bán kinh doanh trên POD, kinh doanh sản phẩm POD. Tuy nhiên thì em cũng nói thêm là Linlin, đội ngũ Linlin cũng đã đồng hành cùng rất là nhiều doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng từ Việt Nam đi các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới như là Amazon, SC trong việc là cấu trúc doanh thu và cũng đặc biệt là trong hoạt động hoàn thuế xuất nhập khẩu. Sau buổi webinar ngày hôm nay thì em mong rằng ngoài là một giải pháp thanh toán, thì khi anh chị em seller tìm đến đội ngũ Linlin thì cũng có thể đưa cho đội ngũ Linlin những cái băn khoăn của mình về những khía cạnh về doanh thu, về kế toán, về dòng tiền, về thuế phí, và Linlin có thể chia sẻ một góc nhìn nào đó để các anh chị xây dựng một doanh nghiệp POD không chỉ mạnh mà còn thật là bền vững trong tương lai. Đây là một số phương tiện mà các kênh social media mà các anh chị có thể liên hệ với đội ngũ của Linlin. Em mong rằng thì sau buổi chia sẻ hôm nay thì tất cả những thắc mắc của anh chị về giải pháp thanh toán hay là những khía cạnh về thuế phí thì các anh chị đừng ngần ngại có thể liên hệ với em hoặc là đội ngũ của Linlin để đội ngũ Linlin có thể hỗ trợ các anh chị tốt nhất. Sau đây thì chắc là sẽ mời sự xuất hiện của ba co-host trở lại để mình đến với phần Q&A nhé. Ok, đây là tên của tất cả những anh chị em đã like và comment. À, trong tất cả những anh chị em này, bao nhiêu ta? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 anh chị em này sẽ có duy nhất một người thắng giải. Và người đó là ai? Thì đợi mình chút xíu để mình coi bên ngang quốc của mình coi. Ô, có câu hỏi của Vương Huỳnh. Plan của những dòng sản phẩm như chuyên vừa mới restock có tác dụng gì không ạ? Có, tại vì đây là những dòng sản phẩm mà không chỉ ở trước đây đã bán được mà đã được hỏi rất là nhiều từ những anh chị em bên Mỹ và cả bên Việt Nam là khi nào những dòng sản phẩm này sẽ quay mắt lại, sẽ ra mắt lại. Và Team Sean đã đầu tư vào nhất về tăng về cái chất lượng, tăng về mọi thứ để ra mắt lại những dòng sản phẩm trước đây bán được, và bảo đảm được là lần này ra mắt sẽ là một phiên bản cải tiến rất là nhiều. Đó là lý do tại sao mà Team Sean đợi đến ngay lúc này để restock lại. Thứ nhất là để cho anh em có một thời gian chuẩn bị trước khi quý 4 tới thì sẽ có ra thiết kế được những cái thiết kế để chuẩn bị cho quý 4. Và thứ hai là Team Sean đã rất là tự tin là lần này khi mà restock lại là mọi thứ, chất lượng tới dòng sản phẩm, nói chung mọi thứ đều đã được cải thiện rất là nhiều. Và cái thứ ba là giống như hồi nãy có một cái sản phẩm là cái sản phẩm về NOS. Trước đây tất cả những sản phẩm dây chuyền của Sean đều là bán về cái niche family, gia đình. Tuy nhiên khi mà ra mắt về cái NOS, đó là một cái tín hiệu là Team Sean đã và đang muốn hướng tới những cái niche ngách nó nhỏ hơn, giống như là câu cá, giống như là nghề nghiệp, hobby là câu cá, nghề nghiệp như là bác sĩ, kỹ sư, nursing,
đó, y tá này nọ đó, đó chính là những cái hướng đi của Team Shop mà mọi người có thể suy đoán được. Đó là lý do tại sao mà Team Shop restock lại những sản phẩm dây chuyền cũ đã bán được và ra mắt một số dây chuyền mới nữa nha. Ok, đó là về cái câu hỏi của bạn Phương Huỳnh. Quang ơi, ở trong lúc mà mình đăng ký á, thì có một số câu hỏi là mấy bạn có điền ở trong form, thì để có một câu hỏi thì mấy bạn có hỏi bên liền là ví dụ như liền có add được trên web store để nhận doanh thu không? Thì Website Hà đã làm. em xin trả lời câu hỏi này thì về web store thì mọi người có thể sử dụng cái sản phẩm thứ hai mà em vừa chia sẻ, đó chính là sản phẩm cổng thanh toán Liên Liên Pay. Thì nếu như mà anh chị em mà đã nhà bán đã có kinh nghiệm rồi thì mọi người cũng biết đến những cái như là PayPal, Stripe thì Liên Liên Pay sẽ là một sản phẩm cổng thanh toán tương tự như vậy. Thì Liên Liên Pay có thể kết nối với Shopify, WooCommerce là những cái platform mà anh chị em hay sử dụng nhất và chấp nhận hầu hết những cái loại thẻ credit debit card phổ biến như là Visa, Mastercard, American Express. Mọi người có thể sử dụng hoàn toàn sử dụng doanh nghiệp tại Việt Nam của mình mà không cần thành lập doanh nghiệp tại nước ngoài để đăng ký Liên Liên Pay. Ok. Với lại bên cũng có một câu hỏi nữa dành cho Liên là ví dụ như mình muốn hỏi là về setup thanh toán trên các nền tảng vì sẽ có nhiều hạn chế thì và quản lý tỷ giá chuyển đổi tiền tệ sẽ như thế nào? Setup trên các nền tảng thì em đang hiểu câu hỏi là chắc là anh chị em seller này đang bán trên nhiều platform marketplace thì Liên Liên mọi người có thể sử dụng cái bank ảo, cái tài khoản nhận của Liên Liên để ép vào rất là nhiều các marketplace khác nhau là Amazon, Etsy thì vẫn có thể nhận về. Và cái thứ hai là về phần quản lý tỷ giá thì mọi người có thể cập nhật Liên Liên ở trên hệ thống Liên Liên thì có một cái phần gọi là cập nhật chuyển đổi tỷ giá sẽ cập nhật từng phút một thì mọi người cứ theo dõi. Và mọi thường là một số anh chị em mọi người sẽ hay giữ doanh thu của mình ở trên ví và mọi người đợi chừng nào mà tỷ giá tốt thì mọi người bắt đầu chuyển đổi qua. Đây là một trong những cái mà mọi người có thể lưu ý để tối ưu về doanh thu của mình. Ok rồi Quang ơi, hết câu hỏi Ủa, bên bên Hà có anh em nào mà submit câu hỏi trước không Hà? Câu hỏi submit trước thì chắc là chị Quỳnh vừa mới chia sẻ là mọi người hay đặt ở trên Google Form trước anh. Tuyệt vời. Ồ, Hà cho anh hỏi là nếu mà những anh em Việt Nam bán á thì ví dụ là khi mà nhận tiền vô á, thì một cái tài khoản mới có bị giới hạn về những cái gì không, và khi sử dụng cái thẻ credit card, bên 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 em có thẻ credit card đúng không? Dạ đúng rồi. À, và khi sử dụng cái thẻ credit card đó thì cái giới hạn cái thẻ credit cho người mới và cái giới hạn để nhận tiền cho người mới thì nó sẽ tính như thế nào? Về nhận tiền thì hiện tại là bên em không có giới hạn cho người mới, không 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 có giới hạn minimum hay maximum gì cả. Còn về thẻ thanh toán thì đối với người mới tụi em cũng không có giới hạn trong thanh toán. Thì thường là thẻ của tụi em là sẽ liên kết trực tiếp với balance chứ không phải là top up thẻ. Thì mọi người có thể quản lý bằng cách là mọi người set cái hạn mức. Thì thường em thấy mọi người hay chạy thì mọi người set cái hạn mức tối đa của một cái thẻ có thể chạc ấy. Xong rồi mọi người chạy Google Ads, Facebook Ads. Hay quá. Và khi mà chuyển tiền từ từ liền qua một tài khoản liền khác thì sẽ miễn phí đó, đúng Dạ không? đúng rồi, Còn miễn mà phí. về chuyển về bank mà bank local Việt Nam á, thì tỷ lệ phí sẽ như thế nào em? Phí fix thì là 0.9% trên một giao dịch. Và dạ đúng rồi, thì đã bao gồm tất cả các phí rồi chuyển đổi ngoại tệ và đặc biệt là từ lúc mà anh làm lệnh cho đến khi mà anh nhận được á, là gần như là real time thì nó như là kiểu cái hệ thống NavPass của Việt Nam á. Rất là Wow, hay nhanh. quá. Ok, rồi đó là câu hỏi của anh. Tại vì trước đây anh thì anh không gặp về vấn đề về cổng thanh toán, tại vì anh base ở Canada nên Shopify này nọ liên kết được với nhiều cái bên như là Wise rồi ngân hàng local của anh. Nhưng mà rất nhiều seller có những câu hỏi đó, tại vì seller Việt Nam gặp về vấn đề về cổng thanh toán rất là nhiều. Dạ Thì đúng rồi. hỏi dập. Ok, rồi, có anh em nào còn câu hỏi nữa không ha, trước khi chúng ta quay Có thử số chị. cho cái Không, chị nói là các anh chị em slow còn câu hỏi nào không thì nếu mà mình có thể bắt đầu cái mini game này. Ok, thôi bắt đầu ha. Rồi một lần nữa tất cả anh em nào mà sẽ xem lại cái livestream thì đừng ngần ngại,
cứ bỏ câu hỏi dưới comment thì tất cả mọi người sẽ trả lời cho nhé. Ok, rồi chúng ta sẽ tới với phần cuối cùng của ngày hôm nay, đó chính là quay số may mắn, và chúng ta sẽ xem ai là người duy nhất thắng giải là ba giải thưởng từ ba team Customly, Điền và Sion nha. Ok, rồi quay nha. Bạn Huy Huy Hoàng. Hoàng, bạn Huy Hoàng là bên group nào ta? Hơi tò mò quá Đúng như cái tên luôn á, Huy. ha. Huy Hoàng, rồi một lần nữa xin chúc mừng bạn Huy Hoàng là người duy nhất thắng giải ở trong cái mini game ngày hôm nay, và rất là đơn giản thôi, bạn cứ để mình xem cách dễ nhất. Ok, bạn cứ đợi tin nhắn từ bạn Emily Shion. Nếu mà bạn với Emily chưa bao giờ nói chuyện thì có thể tin nhắn của Emily sẽ đi vào cái tin nhắn rác của bên Facebook của bạn, thì bạn nhớ chắc trong vòng từ hôm nay tới hết ngày mai thì chắc chắn bạn Emily sẽ liên lạc với bạn và sẽ hướng dẫn cách lấy giải thưởng nha. Ok, rồi bạn Huy Hoàng, nếu hết ngày mai mà bạn Emily tin nhắn chưa vô được thì bạn cứ trực tiếp liên hệ với bạn Emily Shion, thì cũng sẽ connect với bạn Emily sẽ hướng dẫn các bạn lấy được những cái phần thưởng này nhé. Ok rồi, Quỳnh với Hà còn gì để chia sẻ với tất cả anh em trước khi mà chúng ta kết thúc buổi live hôm nay không ha? Thì hiện tại thì chị sẽ hy vọng là mọi người sẽ trong cái mùa sale tiếp theo như July 4 hoặc là tháng 8 mình sẽ có International cưng là New York và khác, thì hy vọng là với bộ clip ảnh miễn phí và các mẫu thiết kế của Customly sẽ hỗ trợ phần nào cho các anh chị em solo trong dịp sale này. Em thì cũng chỉ mong là mùa sale này mọi người công và lót được nhiều tiền và liên liên và không chỉ là xây dựng một mùa sale mạnh mà mọi người còn phải có một doanh nghiệp thật là bền vững, xây dựng đội ngũ lớn và bền vững về sau. Ok, cảm ơn Hà, cảm ơn chị Quỳnh rất là nhiều. Mình cũng vậy, hy vọng tất cả anh em, thứ nhất, đêm nay ngủ ngon, thức coi Euro, và trong quý 3 có thể là một mùa nó sẽ chậm hơn những mùa còn lại nhưng vẫn có thể kiếm được tiền được rất nhiều, nhưng nếu mà anh em không gặp lại cả ba người trong trước khi quý 4 thì xin chúc anh em có một mùa nửa sau của năm 2024 thật sự thành công, thật sự phải gọi là Gặp phù hợp khá nhiều quá luôn, tiền. đúng rồi, banh xác luôn, đó đó là cái từ banh xác. Ok rồi, cảm ơn tất cả mọi người, một buổi tối vui vẻ và ngủ ngon, bye bye. Ok, cảm ơn mọi người, bye bye. Bye bye mọi người.